chào tất cả anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với channel Wonder HT Gaming. Và mình chúc anh em cuối tuần thật là vui vẻ nha anh em. Và CG này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những siêu phẩm chấu hồng vương miền anh em ơi. Mình sẽ chỉ cho anh em một xe vừa đang lùi bổ tỉ may anh em nhá, lùi lên rất nhiều luôn. Và lên con châu chấu hồng nào thì đều vương miền hết luôn. Hiện tại ở phút thứ 16 thì mình đang gặp một con bồ đá quý này anh em. Con tiểu cương gián Hàn Quốc đã xuất hiện tại server châu Mỹ rồi anh em ơi. Anh em để ý cho mình là server châu Mỹ anh em nha. Anh em test từ server đầu tiên đến server cuối cùng, anh em tìm hết cho mình nha. Server này đang lủi bổ lên rất là nhiều luôn. Riêng con châu chấu hồng thì lên con nào thì con đấy là vương miền nha. Trên màn hình của chúng ta thì cháu tiểu cương đã xuất hiện và anh ta đang lạng lách và đánh bổng vai một đấm chết luôn. Chào buổi sáng thì mình đã lùm thành công cháu tiểu cương rồi. Siêu phẩm tiếp theo là con châu chấu hồng này anh em. Mình bắt gặp nó ở phút thứ 31 đây anh em, ở server châu Mỹ luôn anh em nhá. Anh em để ý server này cho mình. 4 server châu Mỹ xuất hiện rất là nhiều. Anh em nào đang tịt bò hay gì thì có thể sang đây test thử nhá. Đối với con châu chấu thích màu hồng và ghét sự già dối này thì anh em hãy đi chậm nha anh em. Mình không dí theo nó nhá, để nó tự nhảy lại gần người mình thôi. Và cơ hội đã tới rồi anh em ơi, chuẩn bị lùm nó đấy anh em. Wow, lên vương mình luôn đấy anh em. Con châu chấu thứ 5 của mình và con thứ 5 của mình đã xuất hiện vương miền rồi anh em. Rất là nhân phẩm luôn anh em. Xem đến đây rồi, có anh em nào chưa like kênh cũng như subscribe kênh thì nhớ cho mình một lượt like và lượt subscribe kênh nha anh em. Anh em nhớ nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Ngày thứ 2 thì chuẩn bị bản update mới rồi anh em ơi. Bản update mới thì xuất hiện cá bóng 4 bóng 5 anh em nha. Thì mình sẽ chuyển qua săn cá cho anh em xem. Rồi sau khi săn đủ cá mới thì mình lại tiếp tục quay về CG săn bổ nha anh em. Rồi mình tiếp tục đón chờ siêu phẩm tiếp theo này anh em. Và những anh em nào đang săn bồ và đang tịt thì anh em thử chuyển qua server châu Mỹ thử xem anh em nhá. Hiện tại server châu Mỹ mình thấy lên rất là nhiều luôn. Sáng giờ mình lên 5 con tím rồi anh em ơi. Dạo này vào học rồi cho nên các em nhỏ online rất là ít luôn. Các em nhỏ bận học buổi sáng rồi buổi chiều. Còn có những em còn học cả thêm một buổi tối luôn. Rất là vất vả, rất là mệt luôn. Mình xin chúc các em có thật nhiều sức khỏe để học tập thật là tốt nhá. Những ngày bình thường trong tuần thì rất là vắng luôn. Hôm nay là thứ bảy cho nên thấy các em online hơi đông một tí này anh em. Những ngày bình thường thì săn có mấy bản thôi, rất là buồn, rất là chán. Hôm nay thấy rất là đông vui, cảm thấy rất là sướng anh em ơi. Rồi để mình lấy một con chấu xanh này luôn. Rồi bạn Mon nhắn tin là gặp châu chấu hồng rồi kìa anh em. Đây, mình vừa lùm con chấu hồng vương miện xong, bây giờ đến lượt em Mon gặp chấu hồng này anh em. Các em không nên bu vào chỗ đấy anh em nhá. Bu vào như thế thì làm cho người ta không thấy con bò đâu, rất là khó bắt. Nhất là những con nó di chuyển, nó nhảy như con châu chấu rồi mấy con bướm chẳng hạn như thế, rất là khó bắt luôn. Rất nhiều bạn đang cổ vũ cho bạn Mon cố gắng lên. Nói chung thì được mọi người cổ vũ như thế này thì rất là vui, rất là thích nhưng mà cũng rất là áp lực đấy anh em. Các bạn đến ngày càng đông rồi sao đông thế rồi, ôi sao đến đông thế rồi, có bạn kia lấy xe ra phá rồi. Cái bạn này dùng xe đen phá người ta, bạn này là bạn tiên gì đấy nhở? Mất rồi anh em ơi, thôi được rồi. Thua keo này thì mình bày keo khác thôi, không có gì phải buồn nhá. Lúc này là 12 giờ 35 phút và bây giờ là 13 giờ 6 phút là một mốc giờ tiếp theo của trong game. Và vì đang lủi chấu hồng cho nên mình rủ anh em qua đây rất là đông luôn. Ở server này, server châu Mỹ này. Rồi bắn Mon là tiếp tục gặp hàng rồi anh em ơi. Bắn chán rồi, bắn chán gặp con gì hồng hồng rồi kìa anh em. Rồi để mình tiến lại mình xem nào. Rồi bắn đánh nhân phẩm đấy nhờ. Hai mốc giờ liên tiếp thì em này đều gặp chấu hồng luôn. Lần này nhớ cẩn thận hơn nha em. Nhớ đánh nhanh rút gọn thôi. Không câu giờ nha, câu giờ nhiều khi lâu quá thì có người khác phá tiếp thì lại toang. Đâu rồi, té lại đến xem nào. Rồi đây rồi. Rồi tránh ra nó anh em ơi. Tránh ra cho em Mon bắt nào. Các bạn nhỏ đang cổ vũ cho bạn Mon rất là đông. Cố lên em ơi. Lần trước thì bị bay rồi, bây giờ lần này được lần thứ hai nhá. Cố gắng nha. Lần này mà để bị bay nữa thôi rồi luôn. Phút thứ 7 rồi anh em ơi.
rất là dễ bay luôn. Rồi là áp sát kiểu này sao không chụp lên cháu đấng đờ ra thế nhờ. Chết rồi anh em ơi, chắc là bản môn di chuyển quá gần rồi. Bây giờ chỉ cần di chuyển một cái nó thủ nó bay liền. Đấy mình biết ngay mà. Rồi là hai lần luôn anh em nhá, hai lần rồi đấy. Rồi trước mắt chúng ta là pha di chuyển là bắt bầu của em Đằng Hiểu Lộc. Đây là một pha đấu trí giữa em Lộc Phù Hồ và đối thủ của em là cháu Tiểu Cường. Với biệt danh là thằng ất ư thì để xem em ấy có lùng được nó hay không. Cố lên em ơi. Rồi đấm nó kìa anh em. Được rồi, ok rồi anh em ơi. Lùng thành công con Tiểu Cường rồi. Và video đến đây vẫn chưa hết anh em nha. Vẫn còn rất nhiều siêu phẩm ở phía sau. Anh em tiếp tục theo dõi video. Và đến đây rồi thì anh em nào chưa like kênh cũng như subscribe kênh thì nhớ ủng hộ mình một lượt like cũng như subscribe kênh nha. Mình xin cảm ơn rất nhiều. Anh em đừng quên nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình anh em nha. Rồi mình lại nhận được tin nhắn của em bé Mon lại tiếp tục gặp cháu Hồng đấy anh em. Không biết sáng dậy em này ăn gì mà hên thế nhở. 3 giờ liên tiếp nhau luôn đều gặp ba con cháu Hồng. Hai lần trước thì em đã bỏ qua cơ hội rồi, và để xem lần này thì em có bắt được nó hay không. Để mình te lên đến xem nào anh em. Đâu rồi? Rồi không thấy đây nhở, dưới này anh em ơi. Đây rồi. Gì đây? Rồi bắt được rồi anh em ơi. Chưa kịp đến em lại bắt được rồi. Liên cháu Hồng vương biển rồi kìa anh em. Rồi xin chúc mừng em nhá. Sau 2 lần hụt thì bây giờ lần thứ 3 thì em đã lùm thành công và lên cháu Hồng vương biển rồi anh em. Anh em hãy mau chóng sang server châu Mỹ để test xem anh em nhá. Rồi bây giờ cuối video thì mình sẽ dẫn anh em đến thăm nhà của bạn Sang. Bạn Sang hiện tại có con 7 với con bò tìm 10 anh em ơi. Anh em thấy chưa, rất nhiều bướm phượng cánh chim, cháu Tiểu Cường, rồi là cháu Hồng cũng như con bò cánh cứng khổng lồ anh em. Tại vì nó bé quá và để cao quá cho nên mình cũng chả biết có bao nhiêu con vương miền luôn. Bò tím mới ra mấy ngày thôi nhưng mà số lượng em này là 70 con bò tím rồi. Rồi bên này là bò tím củ anh em, hay quy led, rồi là bò cánh cứng, bướm nửa hoang, rồi là bò kẹp kim vàng. Đếm sơ qua thì cũng hơn 200 con anh em ơi. Và mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh nhá. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.